chào mừng bạn đến với kênh Thanh Vũ miền Tây Vlog. Hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá câu chuyện cô gái 18 tuổi, một mình giữa núi rừng Nepal hẻo lánh, sống cuộc đời không giống ai. Tại nơi ấy, trong bóng tối của những đêm không trăng, Kenly, một cô gái trẻ độc thân, mỗi tối lại đợi chờ một chàng trai mang theo con gà, bước chân đến căn nhà nhỏ trên cây của cô để thử cưới. Phong tục này lạ lùng mà đơn sơ, con gà chính là vé vào cửa biểu tượng cho lời cam kết tạm thời giữa cô gái và chàng trai đến thử vận may tình yêu. Đối với người dân nơi đây, thử cưới không chỉ đơn thuần là tìm bạn đời mà còn là cơ hội để hai người hiểu nhau. Mỗi buổi tối, nếu cả hai cảm thấy có sự kết nối, chàng trai có thể ở lại qua đêm trong căn nhà trên cây cùng Kenly. Phong tục này mang tính tự do và không ép buộc. Nhưng đối với Kenly, cuộc sống không chỉ xoay quanh việc tuân theo những truyền thống đó. Bố mẹ cô mong muốn cô kết hôn với ba người đàn ông, giống như người phụ nữ tên Desi trong làng. Desi đã cưới ba người chồng và nhờ đó, cuộc sống gia đình cô ấy sung túc, ba người đàn ông cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho cả gia đình. Thế nhưng, Kenly lại có những suy nghĩ khác. Cô không muốn sống cuộc đời phải gắn liền với những người đàn ông mà cô không yêu, đặc biệt là khi họ vừa già, vừa không hấp dẫn. Với Kenly, tự do là tất cả. Cô thà sống một mình, đợi chờ người đàn ông thực sự hiểu và yêu cô, hơn là bị ràng buộc bởi những phong tục xưa cũ. Nhà trên cây mà Kenly chọn làm nơi cư trú tuy nhỏ, nhưng đó là không gian của sự tự do. Mỗi ngày trôi qua, cô tự lo liệu cuộc sống của mình, từ nấu nướng, hái lượm cho đến tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa thiên nhiên. Mọi người trong làng đều biết đến phong tục thử cưới của cô, nhưng không ai dám áp đặt. Kenly vẫn chờ đợi, với hy vọng rằng một ngày nào đó, người đàn ông phù hợp sẽ xuất hiện. Một buổi tối nọ, như thường lệ, Kenly nghe thấy tiếng bước chân trên lá khô. Một chàng trai trẻ bước vào, trên tay cầm theo một con gà, vẻ mặt đầy tự tin. Anh mặc chiếc quần làm từ bao bố, khuôn mặt bôi đầy than đen như theo đúng lễ nghi của làng. Trước mặt cô, anh bắt đầu làm sạch con gà một cách thuần thục, chuẩn bị cho bữa ăn tối. Kenly lặng lẽ quan sát, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Đây không phải là một trong những người đàn ông già nua, xấu xí mà cô đã từng từ chối. Anh tràn đầy sức sống và sự khéo léo. Sau khi chuẩn bị xong, chàng trai còn lấy nước từ suối, bắt thêm hai con ếch để nấu cùng. Kenly hài lòng, nấu món gà trong sự vui vẻ và hòa hợp không lời. Không cần nhiều cuộc trò chuyện, chỉ cần sự đồng điệu trong công việc và ánh mắt. Họ cùng nhau ăn bữa tối trong căn nhà trên cây, nơi sự im lặng không còn là xa lạ, mà trở thành dấu hiệu của sự thoải mái. Sau bữa ăn, chàng trai còn nướng ếch và giúp Kenly làm bánh. Kenly không ăn ếch, để dành tất cả cho chàng trai, một dấu hiệu nhỏ nhưng đầy tình cảm. Hai người chia sẻ thức ăn, từng hành động nhỏ đều dần gắn kết tình cảm giữa họ. Phong tục thử cưới không chỉ là một nghi lễ, mà còn là sợi dây nối kết hai trái tim. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng đơn giản. Một ngày nọ, người chồng thứ ba của chị Desi cũng đến thăm Kenly, mang theo những phức tạp của cuộc sống đa phu. Tình huống trở nên rắc rối hơn khi Kenly phải đối mặt với những thực tế khó khăn trong cuộc sống nơi vùng núi hẻo lánh này. Bạn nghĩ sao về video này? Hãy cho tôi bình luận nhé! Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo. Mỗi lượt đăng ký và bình luận của bạn là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung thú vị và chất lượng hơn.